Chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu các bạn đây là chiếc Vertuo Signature S bản đặc biệt từ 2012 được sót lại đến bây giờ. Đây là bản cao cấp nhất, đặc biệt nhất của những năm 2012. Đây nó bị bật này. Boat without SIM accept. Riêng về phần vỏ thì không khác gì vỏ xịn. Các bạn nhìn hình thức bàn phím cho đến vỏ không khác gì xịn luôn nhá. Lưng này là đá gốm trắng này. Anh em thích chơi phách thì lấy phách, mà thích độ ruột xịn thì lấy ruột xịn. Bản này duy nhất có một em thôi. Mới nguyên nhá. Thế anh em có nhu cầu độ men xịn đến với cả ozd.vn và senong.com. Xin cảm ơn các bạn.